Rồi bây giờ thì đã tới ngay chỗ cổng ga Sài Gòn nè. Xa xa thì anh chị em thấy không, có ba bé đang đứng ngay cổng đang đợi nè, họ đợi xe chứ không phải đợi em đâu. Đó, để bây giờ em chạy vô ga Sài Gòn để em lấy. Thì đây nè, nguyên xe lửa luôn rồi, đã không? Đó, thì hôm nay thì nói chung là xe nó cũng tới sớm anh chị em à, nay cuối tuần rồi xe nó cũng tới sớm đó. Mấy ổng đang ngồi, mấy ổng đợi nè. Nãy mấy ổng gọi em, mấy ổng chạy đi giao, nhưng mà em kêu thôi để em chạy ra em lấy, do là tốn kém tiền bạc nhiều quá, nó dạo này kinh tế nó cũng khó khăn nữa, cho nên là thôi mình cứ thực sự mình cứ tự chạy đi lấy cho nó chắc cú nha. Đó ổng đang ngồi đây nè. Đó, để bây giờ giờ mình chạy ra đây, đó chạy ra đây mình lấy nhanh cho em nha. Đó, ngừng cái clip đi đi. Rồi để bây giờ kiểm tra nè. 1 2 Không thấy đâu. 3 Rồi, con này hơi thiếu lông đầu. 4 Rồi 4 con. Về 4 con này nói chung là hàng nó hàng mùa này thì lông nó cũng hơi cũ nha, anh chị em thông cảm nha. Thì chút xíu nữa em sẽ về em cho nó ra lồng rồi này nọ, tắm rửa sạch sẽ cho nó sau nha anh chị em nha. Rồi sẽ quay cái clip cho mọi người xem để mà bảo tồn nha. À, cái xe lửa này không biết là nó được sản xuất từ năm bao nhiêu nữa đó, nhưng mà trông phải nói là rất là đẹp luôn anh chị em ạ. À, sơn là nó chóc ra hết rồi ha. Đó, xe này thì giờ giống như nằm chỗ thôi đó, giờ làm giống như là làm cái nhà kho để cho mấy bà này, bà nuôi mèo rồi mấy bà chui vô đây mấy bà ngủ luôn nè. Đó, hôm bữa ở bên Pháp là người ta định mua lại cái đầu xe lửa này nè. Ở đây này anh chị em thấy không, họ bà đang leo ở đây để bà chui vô đây bà ngủ nè, bà làm cái nhà của bà luôn nè. Bữa bên Pháp người ta hỏi mua cái đầu xe lửa này nè, đó để người ta về coi như là người ta gắn vô cái đầu xe điện ngầm á. Có, nhưng mà ở bên Việt Nam hình như nghe nói là không có bán cái đầu này, do là cái đầu này nó đẹp quá cho nên là người ta để đây để người ta trưng bày á. Đó thôi bây giờ em chạy về nhà nha mọi người nha, giỡn chơi tí xíu làm gì có con. Nào là mi hot rồi, nào là chào màu hot. Đó, bây giờ sẽ vô chi tiết cho anh chị mình nè. Hello tất cả quý anh chị em rất là thân mến, hôm nay là ngày chủ nhật nha anh chị em nha. Thì theo như cái thông tin thì bé em nó có nói là ở trên Đắk Nông á, thì thợ cũng đi bẫy được ít trời lửa, nhưng mà đêm qua mưa quá nó không có gửi cho em được. Đó, thì hôm nay tranh thủ lên cho anh chị mình xem. Một cái con chim chào màu má lỡ, thì cái con này hiện tại là đang ăn cám gà con. Ăn cám gà con và ăn thăng long, ăn chuối, ăn nói chung là ăn đủ loại hết trái cây. Đó thì cái con này á, cái con này là không tạch lỗi gì hết và phải nói là rất là giữ chim nha anh chị em nha. Đó, hàng này đáng để cho anh chị em mình để nói chung là mang về gột nè. Đó, con này phải nói cái giọng của nó rất là giữ chim. Nói chung là mặc dù giống như mình có thể mình tả nó là cái con dạng như là cái con mái lỡ mà dạng con mái lỡ mà dạng đầu đàn anh chị em ạ. Mái lỡ đầu đàn đó, nó giữ chim lắm, nó không sợ con chim nào hết đó. Em thử em test á, có nghĩa là em mở thử cái tiếng chim trống lên cho nó đấu, nó vẫn đứng đấu ngon lành cành đào luôn đó. Cái con này không tạch lỗi gì hết nha, tướng rất là dài đó, to dài đẹp đó. Hiện tại là đang ăn cám gà con nha, ăn cám gà con rồi nha. Đó, ăn cám gà con và
ăn trái cây. Chim này thì để em xem coi, con này cái gì nè, thì khách nó đưa cho em nguyên cái bộ như thế này nè, đó, cái lồng là lồng sinh nha, lồng sinh nhưng mà lồng gỗ nha, chứ không phải lồng sinh mà bằng tre nha, lồng sinh bằng gỗ đó. Thì nguyên một cái bộ như thế này nha, cả chim, cả chim, cả lồng luôn đó, chim không tạch lỗi và lồng cũng vậy, lồng là lồng mới tinh nha, đó. Thì cả bộ như thế này là 800 cành nha anh chị em nha. Cả bộ như thế này 800 cành đó, anh chị em nào mà có nhu cầu bảo tồn cho thì alo giùm em cái số điện thoại ngay dưới cái đáy lồng nè. Đó. Thử em thử hót hót thử, sáng em treo đây nó hót dữ lắm. Em treo phía trên lầu nha em nè, ở dưới ngay sau phía dưới mấy cái nhà ở cuối xóm này nè cũng có một con trào màu. Đó, nó hót cái là đấu lại, hót là đấu lại anh chị em à. Nói chung là hàng này đáng để cho anh chị em mình nói chung là gột đó, đi dàn cà phê các kiểu đà điệu gì á đó. Đó, nói chung là tùy anh chị em mình đó. Chứ em là em không có đam mê cái dòng trà màu này đó, cho nên là có cái là em quay cái clip để cho anh chị em mình bảo tồn liền nè. Hàng này em bao cho anh chị em mình ha, không sợ chim gì hết đó. Nói chung là nghe chim trống là nó chơi, nghe là nó chơi à đó. Sáng giờ em chỉ ở đây em nghe hót thì em cũng thưa lại với mấy anh như vậy ha đó. Thì cũng tiếp tục cái câu chuyện là ngày hôm hôm kia em về được bốn con chim họa mi đó, chim bổ già rừng đó. Thì mới tách ra một con ngày hôm qua, mới tách ngày hôm qua một con đẹp thì nói chung là đã chuyển khẩu rồi đó. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục em tách ra một con nữa. Thì cái con này thì em cũng báo cáo sơ với anh chị em mình là cái con này mẫu cũng khá là già rừng, mỏ to, chân to và coi như là cái lông đuôi nó ra khoảng chừng được 3-4 phân rồi ha, nói chung là ra được 50% đuôi rồi đó. Thì anh chị em tiếp tục về chăm lông cho nó hoàn chỉnh nha đó. Do là mùa này cái thứ nhất là chim nó cũng đang bắt đầu thay lông và có những cái con nó xuống lông và cũng có những cái con nó đang đi lông đó. Ví dụ như giống như con trà màu nè, người ta đang gọi nó là cái con này nó đang đi lông đó. Để bây giờ em sẽ ngừng cái clip này, em xuống em quay cho anh chị em xem cái con chim họa mi mà em nói cái mẫu này phải nói là khá là đẹp nha. Thì cái giá nó sẽ mềm hơn cái con ngày hôm qua tí xíu, do là biết sao nó đang đi cái lồng đuôi đó, lồng đuôi đang đi được một nửa rồi đó. Thì nói chung là đó, anh chị em nghe hót không đó, đó treo phía trước nhà là nói chung là hàng này nó rất là siêng mỏ nha anh chị em nha, đó, siêng mỏ siêng miệng nó giống như em vậy đó. Để bây giờ em ngừng cái clip này em quay cho anh chị em mình xem cái con họa mi nó đang ra lồng đuôi nha. Con này thì em tách ra em để ý cái dàn khóa của nó rất to nha, dàn khóa và mỏ của nó rất là to đó. Thì bây giờ em ngừng cái clip này xuống cái em quay cho anh chị em mình xem đó cái con họa mi. Rồi trước tiên thì em sẽ đó, phóng lớn lên cho anh chị em mình xem đó, con trà màu này, con má lỡ nha đó, chơi rất là, nói chung là treo lên hót cả ngày anh chị em à, hàng này hót cả ngày luôn đó, ăn lá cây luôn thấy không đó. Lồng là lồng sinh nha, lồng gỗ lồng sinh nha anh chị em nha. Lồng này cũng khá đẹp nha, đầy đủ phụ kiện giống như em đang quay như thế này nè đó. Lồng hơn không có bị hư hao lai gãy bất cứ cái gì hết, lồng này của người ta mới sắm để nuôi luôn này. Đó anh chị em thấy không? Đó thấy không, đi dọc 4-5-6 liền ha đó. Đó, nói là có sách mắt là có chứng ha đó. Hàng má lỡ nhưng mà dọc của nó rất là dữ nha anh chị em nha. Rồi thôi tránh mất thời gian của anh chị em mình, để em xuống em quay cái con họa mi cho anh chị em mình xem để mà coi như là bảo tồn nha anh chị em nha. Rồi đây là cái con họa mi trống mà em nói với mấy anh á, là cái con này cái dàn khóa và cái mỏ của nó rất là to nè anh chị em nè. Đó thì cái con này thì mới vừa về em cũng mới tách ra đó, mới tách ra cho anh chị em mình xem để mà coi như anh chị em mình bảo tồn nha. Thì cái con này cái lông đuôi nó đang ra khoảng chừng được 3 phân nha, lông đuôi được đang ra được 3 phân. Con này thì mỏ vàng nha, mỏ vàng đầu to, nói chung là dàn khóa nó cũng khá to đó. Thì nó nghe mấy anh chim đá ở nhà em nó hót cái con này nó đứng nó đục cái cây cầu luôn anh chị em thấy không đó, đó, đó. Đó, cái con này thì để em xem em thử bập 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 bập.
Cái con này thì cái mỏ của nó rất là to nha. Cái lồng đầu của nó thì nó hơi thiếu một tí xíu, giống như cái clip mà em quay ngày hôm qua lúc mà em đi lấy ở ngoài ga Sài Gòn cho anh chị mình xem á. Thì nói chung về được bốn con thì con nào cũng vậy á. Nó cứ dạng như kiểu nó thiếu thiếu lông, với lại nó đang đi lông á anh chị em à. Đó, thì mùa này nó đang bắt đầu nó thay lông mà. Đó. Bắt đầu nó thay lông và bắt đầu nó đi lông á. Đó, cho nên là cái con nào nó cũng vậy. Mà được cái là mấy cái con này là lông đuôi nó đang ra khoảng chừng được, anh chị em thấy không? Khoảng chừng được 3 phân rồi, lông đuôi đang ra được khoảng chừng 3 phân. Nói chung là cũng gần được một nửa cái lông đuôi rồi ha. Đó. Chân tay móng mỏ, mắt móng mỏ gì đó đầy đủ ha. Con này đậu to, mỏ to. Đó. Thì nói chung là hàng mà nó đang đi lông như thế này thì nói chung là giá nó sẽ mềm hơn cái con ngày hôm qua. Con ngày hôm qua thì chắc chắn là nó cao hơn, do là biết sao, nó đẹp hơn, đuôi rồi này nọ, lông riết rồi này nọ, nói chung là nó đẹp hơn thì cái giá của nó sẽ tốt hơn. Đó, còn cái con này thì lông đuôi đang ra thì nói chung là giá nó cũng mềm để cho anh chị em mình về ôm lông ha. Đó, thì cái con này thì em hiện tại là em đang cho nó ăn cám, coi như là cám gà con nha anh chị em nha, cám gà con đó. Cám gà con và thỉnh thoảng thì anh chị em có thể bổ sung cho nó thêm bịch cào cào hoặc là 5 6 con dế gì đó. Đừng có cho ăn dế nhiều nha, tại vì cho ăn dế nhiều thì nó toàn là nước không à, nó đi phân lỏng nó không có tốt nha. Đó, thì cứ chăm mà sao mà cho nó ăn cám gà con, đến khi nào mà nó hoàn chỉnh lông thì lúc đó anh chị em có thể đổi qua cái cám ngon cho nó cũng được. Còn hiện tại là chim chim mọc hay gọi là chim bổi á, thì tốt nhất là mình không có nên cho ăn cám ngon trước. Và cái thứ hai nữa là khi anh chị em nuôi những cái con mọc như thế này đó, thì hiện tại là em đang ngồi rất là sát ở đây, nhưng với điều kiện là em ngồi một mình em đó, đừng có xe cộ chạy qua lại hoặc là có người này người kia thì nó sẽ nhảy. Còn hiện tại là em đang ngồi một mình đó, em quay cho anh chị em mình xem thì tương đối theo em cảm nhận thì cái con này cũng rất là tĩnh đó, nói chung là không có nhảy gì nhiều cho lắm. Còn cái nghệ thuật mà mình nuôi á, thì cái dòng này anh chị em cứ về chùm lồng áo chữ A lại giùm em nha. Chùm lồng áo chữ A lại khi nào tắm, khi nào mình cho nó tắm, mình phơi nắng thì mình hãy mở ra. Còn không thì nuôi là mình cứ riêng cái dòng họa mi nuôi, họa mi hay lửa hay than gì cũng vậy, thì anh chị em nào mà nuôi á, mà mình chùm lồng lại thì nó sẽ ổn định, nó giữ cái phong độ của nó. Nói chung là lửa củi rồi này nọ nó sẽ ổn định. Đó, còn nếu mà mình nuôi á, mình mở ra hết á, thì thường là nuôi nó sẽ, cái thứ nhất là nó nhát, nó nhảy, nó hư. Cái thứ hai nó là nuôi như vậy á, nó lâu căng lửa lắm. Đó, cho nên là thường á, nuôi riêng cái dòng họa mi này thì nuôi là theo em nuôi là em cứ chùm lồng áo chữ A lại là một. Đó, để biết sao, cái thứ nhất là nó ổn định, nó giữ được cái lửa của nó, và cái thứ hai nữa là nó không có bị hoảng. Đó, rồi. Đó, thì em cũng diễn tả sơ sơ như vậy cho anh chị em mình xem cho nó dễ hiểu. À quên, quên đó, nãy giờ em xin lỗi anh chị em là em chưa có nói cái giá trị của cái con này. Thì cái con này giá của nó là 1 củ 6 nha anh chị em nha. 1 củ 6 đó, anh chị em về coi như là nuôi ít bữa cho nó ra đủ lông đuôi nó là ok rồi ha. Đó, em nhắc lại nha, hàng này thì mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ, không bị lỗi mắt móng mỏ tay chân. Nó chỉ có cái việc của nó là coi như là nó đang đi lông đuôi thôi. Đó, con này thì mỏ to, dàn quá to ha. Đó. Anh chị em nào mà có nhu cầu bảo tồn thì nhớ alo lại giùm em cái số điện thoại ở cái góc dưới màn hình nha. Rồi xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả quý anh chị em một cái ngày Chủ nhật thật là nhiều hạnh phúc và niềm vui bên gia đình. Bye bye và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo nha.